Từ cánh hoa tô điểm cho đất trời thêm đẹp, cho lòng người thêm tươi. Mẹ là đóa hoa đẹp nhất của trần gian, mẹ là bông huệ vì mẹ khiết trinh, mẹ là đóa hồng vì mẹ say mến. Hương thanh khiết và tình yêu của mẹ đã làm cho mùa xuân trần gian được hồi sinh và tồn tại vĩnh cửu. Lạy mẹ Maria, cùng với toàn thể giáo hội, chúng con quây quần trước tôn nhan mẹ để cùng cất lên lời tung hô, ca khen và tỏ lòng yêu mến mẹ. Dâng lên mẹ những đóa hoa kết từ hương đồng nội. Xin trao vào tay mẹ cuộc sống nhân sinh với biết bao gian nan thử thách, cùng với những khát vọng, băn khoăn, thao thức của từng thành viên trong gia đình chúng con. Xin mẹ đón nhận tấm lòng chân thành của chúng con. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp và đồng hành cùng với gia đình khó khăn và gia đình đang phải trải qua những sóng gió cuộc đời. Xin cho chúng con biết một lòng sát cánh bên nhau, dắt dìu qua những thương đau. Xin ban thêm sức mạnh giúp gia đình chúng con đi tới một tình yêu tươi mới, để hương tình yêu được lan tỏa khắp nơi. Xin trao về mẹ giáo xứ chúng con với những công trình đang thực hiện. Xin mẹ chúc lành và phù giúp. Xin mẹ liên kết chúng con trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, để chung tay xây dựng giáo xứ trong tình yêu của Chúa. Xin mẹ thương đón nhận. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhớ mỗi người chúng ta về bổn phận làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay. Và hôm nay cũng là Chúa Nhật đầu của tháng Hoa. Chúng ta hợp với Đức Mẹ dâng lên những hy sinh trong đời của chúng ta. Đó là những dấu chứng chắc tăng chắn mãnh liệt về niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta được thêm lòng tin cậy và yêu mến, mà sống vì Chúa, vì tha nhân nhiều hơn. Chúng ta hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Anton, Maria, Giuse, cầu bình an cho gia đình. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lùi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Bình an dưới thế cho người. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúng tùng Chúa. Chúng con ở đây Chúa. Chúng con là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xót tội trần gian, xin nhầm lời chúng con. Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đức Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Thượng tế nó hỏi các tông đồ rằng: Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy, thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Jerusalem. Các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư? Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa Cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, đấng mà các ông đã giết khi treo người trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm đấng cứu độ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời người. Họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tuyệt đối cấm không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa. Đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Con khấn nguyện cầu Ngài thương xót con.
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan đã thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo vòng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị kỳ lão, số họ đông hàng ngàn hàng vạn. Họ lớn tiếng tung hô rằng: chiên con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, phú quý, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng. Tôi lại nghe mọi thọ tạo trên trời, trên đất, dưới đất, trên biển và dưới biển tung hô rằng: chúc đúng ngự trên các ngai và chúc chiên con được ca tụng. Danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời. Bốn sinh vật thưa Amen. Và 24 kỳ vị kỳ lão sấp mặt xuống và thờ lạy đấng hằng sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilê, các con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: tôi đi đánh cá đây. Các ông kia nói rằng: chúng tôi cùng đi với ông. Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: này các con, có gì ăn không? Họ đồng thanh đáp: thưa không. Chúa Giêsu bảo: hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Các ông liền thả lưới và hầu như không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: chính Chúa đó. Simon Phêrô nghe nói là Chúa liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tây. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: các con hãy mang cá mới bắt được lại đây. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ, lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: các con hãy lại ăn. Không ai trong đám người ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần lấy bánh trao cho các môn đệ, rồi cá người cũng cho như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Vậy khi các ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy hơn những người này không? Ông đáp: thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy. Người bảo ông: con hãy chăn dắt các chiên con của thầy. Người lại hỏi: Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không? Ông đáp: thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy.
Người bảo ông: con hãy chăn dắt các chiên con của thầy. Người hỏi ông lần thứ ba: Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không? Phêrô buồn phiền vì thấy thầy hỏi lần thứ ba: con có yêu mến thầy không? Ông đáp: thưa thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Người bảo ông: con hãy chăn dắt các chiên mẹ của thầy. Thật, thầy bảo thật cho con biết, khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý. Nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, người bảo ông: con hãy theo thầy. Đó là lời Chúa. Ba lần Chúa hỏi Phêrô: con có yêu mến thầy không? Và ba lần Chúa trao đoàn chiên cho Phêrô chăm sóc. Và rồi Chúa lại nói về Phêrô sẽ phải chết cách nào. Chúng ta thấy người môn đệ của Chúa là người phải đảm nhận trách nhiệm của chính Chúa và phải đi vào con đường Chúa đã đi. Con đường của tình yêu, con đường của hy sinh, con đường của quên mình. Có một câu chuyện theo truyền thuyết của giáo hội kể lại và được đóng thành phim nổi tiếng, gọi là cái phim Cua Vadis. Lúc đó ở Roma, Nero bắt đạo dữ dội, một số người chịu tử đạo. Lúc đó thấy tình thế nguy kịch, các tín hữu khuyên Phêrô hãy trốn ra khỏi thành. Để làm chi? Để có người mà điều khiển giáo hội, mà giữ vững đạo thánh. Và họ nghĩ rằng là Phêrô mà chết đi thì nguy lắm. Thế nhưng khi Phêrô đi ra khỏi thành, lúc đó vào lúc trời sáng sớm, thì từ đằng xa ông thấy có một người vác thập giá đi vào trong thành. Thì ông mới lên tiếng hỏi. Ông đi đâu đấy? Thì người đó trả lời: ta đi vào Roma để người ta đóng đinh ta một lần nữa. Lúc đó ông mới sửng sốt nhận ra đó chính là Chúa Giêsu. Và hiểu ý Chúa, ông quay lại Roma và nhập vào hàng ngũ các tín hữu sắp chịu cực hình để an ủi, để nâng đỡ, để khích lệ họ và giúp họ giữ vững niềm tin. Rồi sau đó ông cũng bị bắt, rồi chứng kiến bao nhiêu tín hữu bị quăng làm mồi cho sư tử, cho cọp, cho beo, rồi một số bị đốt cháy ở trên cây thập giá. Và đến lượt ông, ông cũng bị bắt đưa đi đóng đinh. Thế nhưng mà rồi nghĩ đến ngày xưa Chúa chịu đóng đinh, bây giờ mình làm sao mà dám chịu đóng đinh để giống như Chúa. Cho nên Phêrô mới xin cho được đóng đinh ngược đầu xuống, vì thấy rằng mình không xứng đáng để được giống như Chúa. Và con người Phêrô, ta thấy được là một con người có nhiều thay đổi, lúc thế này lúc thế khác. Lúc thì tuyên bố là con không bao giờ bỏ thầy, rồi sau đó lại chối thầy ba lần. Rồi sau đó, như trong bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa lại hỏi Phêrô ba lần, cũng là một cách để cho Phêrô nhìn thấy được tình thương của Chúa: con có yêu mến thầy không? Và Phêrô không dám nói là con yêu mến thầy. Thầy biết con yêu mến thầy. Và đây là cái yêu mến thực sự. Trong lòng mình không dám nói dối Chúa đâu, và không dám tự xưng là lạy Chúa con yêu mến Chúa, không dám nói một cái tự tin như vậy nữa. Nhưng mà thực lòng, và bây giờ nói: thầy biết con yêu mến thầy. Và sau khi mà Phêrô đã tuyên nói một lần con yêu mến thầy, thì Chúa lại sai con hãy chăn các chiên con của thầy. Lần thứ hai cũng vậy, và lần thứ ba cũng vậy. Và như thế chúng ta thấy được cái trách nhiệm đứng đầu giáo hội nó đi kèm với
cái tình yêu dành cho Chúa. Và nếu như không có tình yêu dành cho Chúa thì coi như là thua ngay từ đầu rồi. Và chính tình yêu này đã nói trước về cái chết mà Phêrô đã phải chịu. Bởi vì không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám hiến mạng vì bạn hữu của mình. Nếu ta nói ta yêu mà ta không dám chết thì ta vẫn còn yêu mình hơn. Và con người mà Chúa nói đến trong đài phúc âm ngày hôm nay, Thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già anh phải giương tay ra cho người khác thắt lưng, dẫn anh đến nơi anh không muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Và cái chết mà Chúa muốn nói cho Phêrô, đây là cái chết cho ý riêng của mình, để làm sao để hoàn toàn phó thác ở trong tay của Chúa. Phêrô là một con người rất là bộc trực, nóng nảy, hay sa ngã và sa ngã thậm tệ. Tại sao vậy? Ta thì thấy mình có nhiều cái tội, đúng, nhưng Phêrô lại có cái tội là người đứng đầu của tông đồ đoàn mà lại chối Chúa. Không phải là chối một lần mà chối ba lần. Tuy nhiên, Phêrô đã cảm nhận được tình yêu của Chúa qua cái việc mà sau khi chối Chúa thì ông nhìn vào Chúa và thấy Chúa nhìn vào ông. Trong cái phim mà chúng ta đã xem trong ngày thứ 6 tuần thánh vừa rồi, các diễn viên đóng thật là cảm động, thật là hay. Cũng là một cái nhìn thôi, nhưng mà là cái nhìn đầy thông cảm, đầy thương yêu, đầy bao dung, đầy độ lượng. Và Phêrô đã khóc. Và khi Phêrô khóc thì đó là tình yêu đã chiến thắng. Sau biến cố phục sinh thì Phêrô đã tỉnh, từ từ tỉnh lại. Đầu tiên cũng không tin, nhưng rồi ngày hôm nay qua cái phép lạ Chúa làm, Chúa muốn nói với Phêrô và nói với tất cả chúng ta, đó là công việc chúng ta làm, gọi là làm tông đồ đó, mà ngay cả đời sống đạo của chúng ta thì phải cậy dựa vào Chúa 100%. Chứ không thể nào nói rằng tôi đạo đức rồi, tôi thánh thiện rồi, vân vân. Bởi vì sao? Các tông đồ là những người giỏi đánh cá, giỏi lắm. Thế nhưng mà suốt đêm không bắt được con nào. Cái rồi khi Chúa bảo các con hãy thả lưới bên phải thuyền, có khác gì đâu, cũng là biển đó, cũng là thuyền đó, cũng là những con người đó. Chỉ có một điều là trước đây là thả bên trái, bây giờ thả bên phải. Cá thì cũng là cá đó. Nhưng mà qua cái phép lạ này, Chúa cho tất cả mọi chúng ta thấy chính cái quyền năng của Chúa ở với những người biết nghe lời Chúa dạy. Và cái thuyền đánh được cá nhiều đến độ các ông không kéo lên thuyền được, mà kéo vào trong bờ để bắt ra. Mà cái con số cá bắt được đây, và trong phúc âm có thuật lại là 153 con. Đây là một con số tượng trưng. Tại sao vậy? Con số cá mà cái người thời đó người ta liệt kê ra được là có 153 loài. Thì con số 153 đây hiểu ý là sẽ đánh bắt được cả thế giới. Điều quan trọng nhất đó là chúng ta lắng nghe lời của Chúa và nói như Phêrô: lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã thương chúng ta là những con người yếu đuối. Như Phêrô đã cảm nghiệm được tình thương của Chúa và đã trở nên một tông đồ sống lòng mến. Chính lòng mến làm cho ông có thể là cái nền tảng vững vàng cho cả hội thánh. Chính đức tin đã làm cho ông vững vàng trong mọi biến cố. Xin cho chúng ta cũng được tìm đến với Chúa với lòng mến và trọn một niềm tin vâng lời Chúa trong mọi sự. Này Chúa, xin cho ý Chúa được thực hiện và xin thương xót chúng con. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi.
Mời phim Đức Chúa. Chiều nan thời quan phong siêu phi la tu, chiều đông đinh trên cây thanh gia, chết và táng xác xuống ngùng tù tông. Ngày thứ ba kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hiệu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu trao niềm tin và muốn các môn đệ kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và làm chứng về sự phục sinh của Người. Ý thức trách nhiệm chúng ta sốt sắng nguyện xin. Chúng tôi cùng đi với anh. Xin cho các nhà cầm quyền trên thế giới biết cộng tác với nhau để ngăn chặn chiến tranh diệt trừ các thứ tội ác, khủng bố, giết người và tích cực xây dựng một thế giới hòa bình hạnh phúc hơn cho nhân loại. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa nói, hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Xin cho những người đang đau khổ và thất vọng, anh chị em trong các trung tâm cải huấn, cảm nghiệm được sự đồng hành chia sẻ của Chúa phục sinh, để luôn lạc quan vui sống trong bình an và hy vọng. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Anh có yêu mến Thầy không? Xin cho cộng đoàn chúng ta cảm nghiệm thực sự tình yêu của Chúa, để chúng ta có thể trả lời câu hỏi của Người bằng chính đời sống tin cậy mến Chúa, và qua tấm lòng xót thương quảng đại chúng ta dành cho nhau trong đời sống thường ngày. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con sức mạnh của mầu nhiệm phục sinh, để chúng con sống vui tươi, bình an và can đảm làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Chị em hãy cầu nguyện để hy lê của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn ta. Giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ giáo hội đang hoan hỷ dâng lên, và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hành diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, vì chính người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian. Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng với các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa càng đạo vinh, trời đất đầy vinh hoàng Chúa, hoàn hữu Chúa trên các tầng thơ, chúng tụng đấng hoan hô Chúa trên các tầng. Lạy Chúa, Chúa thân là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thưng ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Mục Emmanuel chúng con, Đức Cha Thomas và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con
đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại. Và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thầy được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sẽ chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đóng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúa Giêsu lúc rạng đông, Chúa
Chúa Giêsu liền đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Xin ghe mân nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa Chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có Chúa vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.